Chào các bạn nhé. Ở đây có 15 màu gạo. Từ 1 đến 10 là gạo nguyên. Còn 1 la mã đến 5 la mã là gạo tấm. Khối lượng là 500 gram. Chỗ này mình bán là 100 nghìn. Thực ra số lượng màu thì mình căn cứ vào bức tranh này. Bạn muốn mua thì cứ đưa cái mẫu mà bạn muốn làm. Mình sẽ tính toán các cái màu. Thường thường là tầm 10 màu gạo dài này. Còn nếu bức tranh mà có cây ấy, thì mình sẽ thêm gạo tấm mà. Và khối lượng tổng của nó là 500 gram. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn về cái mẫu này nhé, cách làm. Đầu tiên thì bạn gắn này. Gắn thì ở bước này ấy, thì nó có đống rơm này. Những cái nhà nhà lợp xa xa có một rặng tre này. Một vài cái lùm cây. Bên này là nước, bên này là đất. Có người. Thì bạn sẽ căn cứ màu bạn gắn. Nếu bạn có thời gian tương đối và bạn muốn bức tranh nó đẹp, đẹp mà ở đây ý mình là đẹp mà hoàn thiện, thì bạn sẽ gắn hết cái đống rơm này, gắn hết cái nhà này, người cũng gắn hết, còn đất nước và những cái cây này thì bạn sẽ đổ thì cũng được, nhưng mà những cái nhà cái người này thì bạn gắn hết thì nó gạo nó có đường lối đường nét đấy, bạn thấy là gạo nó nối tiếp nhau. Ở đây là người ta đã gắn dùng keo sữa là gắn gắn kín. Màu thì người thì bạn sẽ gắn màu số 10 này, có áo này đậm, áo này bạn chú ý là không, nó sẽ bị lẫn với đất, thì bạn có thể dùng màu 7 bạn gắn áo. Những cái quang gánh này bạn dùng màu 8. Còn cái phần thúng ở dưới thì bạn cũng có thể dùng màu 7 giống cái áo. Cái cổng này thì màu 9. Và những cái đường nét chính để gắn ngôi nhà đây, có một số cái đường đậm đây. Bạn cũng có thể dùng 9. Còn cái về những cái sắc độ của cái mái, mái này sẽ giống với đống rơm này, thì bạn dùng từ 7 xuống đến 4, 7, 6, 5, 4, bạn cứ chia 4 ra. Tất nhiên là cái phần 4 này nó nhiều này, 4 nhiều này, xong đến 5 một chút, 6 một chút, 7 một chút, có thể là 4 nhiều nhất và 5, 6, 7 là chia ra. Tương tự bên này, đống rơm này thì nó đều. Thì có thể chia 4, 7, 6, 5, 4, chia đều ra. Và cái nhà đằng sau này, thì cái phần mái trên thì cũng 7, 6, 5, 4 này. Hoặc là 6, 5, 4 thôi. Còn nguyên cái phần phần tường này, thì bạn để 7. Để ý là có một số cái gọi là cái cửa ấy, những cái ô thoáng, thì bạn dùng màu 8 bạn gắn. Chỗ này cũng thế. Sấm này là 10 này. Trên này cũng 10 này. Đến cái cây, những nhánh cây này, thân cây thì 10 này. Tre này. Tre thì bạn nếu bạn gắn hết thì được, nhưng mà gắn hết thì nó hơi khó nhìn màu. Thì có thể là bạn gắn những cái lá thôi. Những cái lá tre nó hình nhọn. Nó bầu bầu ở giữa. Thì bạn có thể dùng màu số 9 bạn gắn một vài cái lá thì nó cũng cũng tả được đây là cái dạng tre. Sau đó là bên trong ấy, thì bạn sẽ đổ, bạn có thể đổ gạo dài hoặc là gạo tấm. Đấy, thì đến cái đất này, đất này thì các cái màu để đổ 5 6 7 7 không đến đâu, có thể làm chút 4 này, 5 6.
Về nước, nước thì nó là sáng, nó có một số cái lá sen ở dưới này, một số cái lá đây nữa, một số cái gợn nước bạn cũng có thể là gắn gắn trước. Thì các cái màu 1, 2, 3, 4 thì bạn sẽ phối bạn dùng. Cái trời thì sáng nhất là một, có thể một số cái mây nhỏ nhỏ đây, thì màu 2, màu 3 bên này cũng có này. Những cái lùm cây này bạn dùng gạo tấm, mình có để 5 màu này, thì bạn cứ đổ màu 5 trước, màu 5 ở đây, màu 5 ở đây, 5 đây, đây trên này 5. Đấy, sau đó sẽ đến 4, tức là bạn cầm đến màu nào bạn sẽ đổ ở các cái chỗ vị trí đó, sau đó xuống 3, xuống 2 và xuống 1 thì nó sẽ kín. Nhớ là đổ gạo nhỏ trước khi đổ gạo dài nhé. Đấy, thì cách phối màu như vậy, cách thứ tự làm cũng như vậy, vấn đề còn lại là bạn làm thôi. Chúc bạn sẽ làm được một bức tranh thật là ưng ý nhất. Xin chào.